Ngày 5 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về việc thành lập chính phủ lâm thời ở Bangladesh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Mỹ đang theo dõi sát tình hình ở Bangladesh, đồng thời kêu gọi nước này thành lập chính phủ lâm thời một cách dân chủ sau khi Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina từ chức và chạy trốn khỏi đất nước. Ông Miller khẳng định Mỹ sát cánh cùng người dân Bangladesh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và kiềm chế, không tiếp tục các hành vi bạo lực. Theo ông Miller, quá nhiều sinh mạng đã mất đi trong suốt nhiều tuần qua và phía Mỹ chia buồn sâu sắc nhất với những người đã mất đi người thân cũng như người đang phải chịu đau khổ. Tuyên bố của giới chức Mỹ được đưa ra sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina của Bangladesh ngày 5 tháng 8 đã từ chức và chạy trốn khỏi đất nước trên một chiếc trực thăng C-130 của không quân nước này.